speaking nhá, các bạn có viết hàng hàng tá cái tờ giấy A4 các bạn chuẩn bị kỹ đến đâu ấy mà các bạn không thực sự là nói ấy, thì làm sao mà các bạn cải thiện được? Đúng nào, dạo trước cô thấy tinh thần học lên cao lắm mà sao dạo gần đây những cái bài tập mà cô giao, đặc biệt là cái phần speaking này này, thấy chuẩn bị rất là ào ào và không chỉnh chu một tí nào luôn á Dũng ạ. Mà Dũng cô đã bảo rồi là phải chăm chỉ lên thì mới mới cải thiện được cái phần speaking này, còn nếu như mà không nói thì làm sao mà cải thiện lên được. Không phải học sinh của cô nhưng mà bạn ấy thi từ tháng 7. Em 6 chấm nhưng mà đi thi được có 5.5. Hỏi ra thì là các kỹ năng là 5.5, thằng speaking là 5 chấm. Đến tận hôm qua cô mới text lại cái bạn đấy tại vì mẹ bạn ấy nhờ. Thế hỏi là thế trong thời gian vừa rồi em có luyện gì không? Bạn em có luyện. Rồi ok, thế là cô luyện. Thế là cô text ra speaking nó còn tệ hơn 4.5. Tệ hơn ở lúc đi thi. Cô hỏi là luyện kiểu gì? Thì em xem forecast, em xem rồi em viết ra. Thế cô bảo là viết ra nhưng mà có nói không? Không. Cái speaking nhá, các bạn có viết hàng tá cái tờ giấy A4 các bạn chuẩn bị kỹ đến đâu ấy mà các bạn không thực sự là nói ấy, thì làm sao mà các bạn cải thiện được, đúng không? Những cái chúng ta viết ra nó là cái trong đầu và những cái đấy là chúng ta có thời gian để chúng ta chuẩn bị, được chưa? Còn như cô đã nói, listening và speaking nó là hai cái kỹ năng làm sao ạ? Nó là fast skills, đúng không? Nó là những kỹ năng gì ạ? Nó cần chúng ta phải phản xạ nhanh và phản xạ nó chỉ dựa trên cái luyện tập thôi. Luyện tập mà không cẩn thận thì làm sao mà phản xạ nó lên mà kỹ năng nó lên được. Liên tục luyện tập speaking cho cô nhá. Liên tục ngày nào cũng phải nói, được chưa ạ? Nói 10 phút cũng được, nói 15 phút cũng được. Nó không chỉ có mỗi cái output là các bạn làm sao ạ? Các bạn phải nói ra và các bạn làm sao phải tăng cường nghe cho cô. Nghe nữa, được chưa? Làm sao mà cô cứ phải thi thoảng cô phải hỏi các bạn là có xem gì không, xem phim gì.